Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Mấy ngày gần đây trên Facebook đang nổi đình nổi đám về một câu chuyện cô gái sinh năm 1995, quê tại Bắc Giang, đã thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo, tưởng chừng như chỉ xảy ra ở trong phim. Theo lời của một nạn nhân kể lại, năm 2018, cô gái này đã tiếp cận các nạn nhân bằng hình ảnh một cô gái sinh ra trong gia đình giàu có, sở hữu nhiều xe sang, am hiểu về đồ hiệu, tặng các nạn nhân từ đồ hiệu đắt tiền đến cả bất động sản hạng sang. Sau khi được cô gái xây dựng lòng tin, các nạn nhân bắt đầu rơi vào bẫy bằng các chiêu thức như vay tiền, mời gọi đầu tư của cô ta. Đỉnh điểm của phi vụ lừa đảo này khiến nhiều người ngả mũ thán phục, đó là cô gái này đã lừa được nạn nhân cưới mình. Đám cưới được tổ chức tại khách sạn Marriott 5 sao. Toàn bộ nhà gái từ bố mẹ cô dâu đến 300 khách mời đều được thuê. Mỗi người đến đám cưới còn được nhận từ 300.000 đến 500.000 đồng mang về. Cô gái này đã lừa được nhà chồng 17 tỷ đồng khi vỡ lở sự việc. Được gia đình nạn nhân tha với lời hứa hoàn lương, nhưng cô gái này lại không hề thực hiện. Gần đây khi một thiếu gia Sài Gòn lên tiếng tố cáo thì nhiều nạn nhân mới nhận ra cùng chung cảnh ngộ. Phát hiện kể từ đó đến nay, cô gái này đã lừa được cả hơn 100 người, người ít thì 5 đến 10 triệu đồng, người nhiều thì cả tỷ đồng. Ngay khi câu chuyện được đưa lên đã khiến nhiều người liên tưởng ngay đến bộ phim Anna, tiểu thư dựng chuyện. Thật thú vị, đây cũng là bộ phim dựa trên một phi vụ siêu lừa đảo có thật tại New York của cô gái tên là Anna Sorokin, sinh năm 1991 tại Nga. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2022, đúng một năm ngày Anna Sorokin ra tù, Netflix đã cho ra mắt bộ phim dài tập dựa trên quá trình phạm tội của cô ta. Năm 19 tuổi, Anna rời Đức để đến Paris học ngành thời trang. Từ đây, cô ta lấy tên là Anna Delvey. Năm 2013, cô ta chuyển đến thành phố New York và được giới thượng lưu biết đến là nữ thừa kế sáng giá của một gia đình triệu phú người Đức. Tất nhiên, tất cả chỉ là lừa bịp, đến từ những hình ảnh mạng xã hội về những chuyến đi chơi xa xỉ bằng chuyên cơ riêng. Cô gái trẻ xinh đẹp chỉ ở trong khách sạn 5 sao, mặc đồ hiệu đắt đỏ và chi tiền boa hàng trăm đô la cho người phục vụ mỗi lần đi ăn uống hay shopping. Anna sử dụng thẻ tín dụng không hợp lệ hoặc sao kê ngân hàng giả để tạo ra ảo tưởng về độ giàu có của bản thân. Đi khắp từ khách sạn này đến khách sạn khác và liên tục không thanh toán hóa đơn. Cứ như vậy, chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 2013 đến năm 2017, nữ thừa kế giả mạo đã lừa đảo vô số người, khách sạn và ngân hàng trên khắp New York. Cô thậm chí còn đã dựng lên một quỹ đầu tư mang tên là Anna Delvey, dự án về một tổ hợp không gian nhà hàng và trưng bày nghệ thuật tại tòa 281 Park Avenue South, nằm ở vị trí vàng giữa thành phố New York. Dự án ma này đã thu hút quan tâm từ nhiều cá nhân, doanh nghiệp và thành công mời được 275.000 đô la từ các nhà đầu tư trước khi cô ta bị phát hiện và tố giác. Tháng 10 năm 2017, Anna chính thức bị bắt khi đang trong một cơ sở cai nghiện tại hạt Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ. Tháng 4 năm 2019, cô bị cáo buộc 8 tội danh liên quan đến trộm cắp, lừa đảo các khách sạn, nhà hàng, ngân hàng cùng nhiều người giàu có khác. Cuối cùng, khi tất cả mặt nạ đã bị lột sạch, người thừa kế giả mạo nhận về mình mức án từ 4 đến 12 năm tù, phạt 24.000 đô và bồi thường khoảng 199.000 đô la. Đến tháng 2 năm 2021, cô ta được mãn hạn tù nhờ quá trình cải tạo tốt. Tuy nhiên, luật sư cho biết cô vẫn phải chịu án treo 10 năm và không được mở tài khoản ngân hàng nếu không được cho phép.
Điểm thú vị trong câu chuyện của cô gái siêu lừa đảo tại Việt Nam là cô gái này có sở thích xem các bộ phim kinh điển Hollywood và xem đi xem lại từ 5 đến 10 lần để học thuộc lời thoại và nhớ kịch bản. Một điều không thể phủ nhận với hai nữ quái kiệt này là tài năng thao túng tâm lý nạn nhân ở mức thượng thừa. Chẳng phải vì thế mà hai cô ả này không chỉ lừa được một mà rất nhiều người trong nhiều năm. Vậy manh lưới thao túng tâm lý mà những kẻ lừa đảo thường áp dụng là gì? Thứ nhất, đó là tạo vỏ bọc giàu sang, sành điệu để gây ấn tượng và lòng tin với nạn nhân. Thủ phạm thường cho nạn nhân thấy mình sở hữu những tài sản đắt đỏ, có hiểu biết về những món đồ xa xỉ, tiêu tiền phóng khoáng. Kẻ lừa đảo thường đánh vào tâm lý những người không cảnh giác, đó là đánh giá sự giàu có, thành công qua vẻ bề ngoài. Sự hào nhoáng vật chất đó khiến người ta đánh giá người này là thành công, tài giỏi và từ đó dễ có thiện cảm và lòng tin hơn. Tại bước này, với những kẻ lừa đảo tinh vi, chúng ta khó có thể phát hiện ra. Tuy nhiên, chiêu trò của những kẻ lừa đảo sẽ dần được bại lộ ở các bước tiếp theo. Thứ hai, đó là tung những miếng mồi thơm để xây dựng lòng tin tuyệt đối của nạn nhân. Khi đã tiếp cận được nạn nhân và có được thiện cảm ban đầu, kẻ lừa đảo sẽ tạo ra những cơ hội để có được lòng tin lớn hơn từ nạn nhân. Manh lưới chúng sử dụng tại bước này không mới nhưng luôn hiệu quả. Đó là cho đi nhiều hơn, khiến nạn nhân cảm thấy mắc nợ. Việc này có thể thể hiện qua những việc như vay tiền những lần đầu và trả đúng hẹn, cộng thêm các món quà cảm ơn. Tặng quà không vì dịp gì đặc biệt, mời đi ăn uống, vui chơi, mua sắm, giúp đỡ đối tốt với nạn nhân vô điều kiện. Bên cạnh đó, chúng vẫn tiếp tục thể hiện ra những bằng chứng cho thấy sự thành công và giàu có. Đến bước này, thường nạn nhân đã tin tưởng, thậm chí còn coi thủ phạm như là bạn bè, người thân. Nhiều người sau khi nhìn lại sự việc còn tự đánh giá mình như bị thôi miên vậy. Cuối cùng, thủ phạm sẽ lợi dụng lòng tin của nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo. Sau khi đã xây dựng được lòng tin từ nạn nhân, chúng bắt đầu lợi dụng điều này để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng sẽ có nhiều manh lưới nhưng thường là sẽ áp dụng các quy luật tâm lý như quy luật tăng tiến. Bắt đầu vay số tiền nhỏ rồi trả lại đúng hẹn. Lần sau vay số tiền lớn hơn, trả một phần rồi lại vay tiếp, rồi cuối cùng là quỵt tiền. Chúng sẽ đưa ra nhiều những lý do để vay nợ và chậm trễ trả nợ. Một trong những dấu hiệu mà bạn cần phải đề cao cảnh giác ngay đó là thủ phạm thường đưa ra những lý do gấp gáp, nguy kịch để vay tiền hay là hoãn nợ. Chúng đánh vào lòng trắc ẩn của chúng ta. Một nguyên lý mà những kẻ lừa đảo hay áp dụng đó là hội chứng sợ bỏ lỡ. Chúng sẽ đưa ra những lời mời gọi đầu tư kiểu như không nhanh sẽ không còn cơ hội để có được giá tốt như hiện tại. Việc đánh vào lợi ích trong thời gian eo hẹp sẽ khiến nạn nhân chủ quan, khó đánh giá tình hình mà hành động. Và đó là những chiếc bẫy mà nạn nhân mất cả lòng tin lẫn tiền bạc cho kẻ lừa đảo. Trong xã hội phức tạp ngày nay, muôn hình vạn trạng các chiêu trò lừa đảo và ngày một phức tạp hơn, tinh vi hơn. Từ việc nhỏ như lừa đảo nạp thẻ điện thoại cho đến lừa đảo đầu tư đa cấp. Tuy giảng viên cao cấp về bộ môn tâm lý ở Đại học Central Lancaster Anh cho rằng không ai miễn nhiễm hoàn toàn trước các chiêu lừa đảo, nhưng có một vài phương pháp để giúp chúng ta tránh mắc vào những chiếc bẫy do những kẻ lừa đảo gian manh bày ra. Đó là thứ nhất, thận trọng và tìm hiểu kỹ càng về đối tượng tiếp cận mình, nguồn gốc nhân thân, công việc, kinh doanh và các mối quan hệ. Thứ hai là phải kiểm soát lòng tham của chính bản thân mình. Hãy luôn ghi nhớ, không có bữa trưa nào miễn phí. Thứ ba, đó là bình tĩnh, tự đánh giá hoặc nhờ người tin cậy đánh giá những thông tin, sự việc. Thường thì người ngoài cuộc sẽ có góc nhìn khách quan hơn. Anh chị và các bạn thân mến, biết cách bảo vệ tài chính cũng là một phần trong việc quản lý tài chính cá nhân. Bảo vệ không chỉ là việc mua bảo hiểm mà còn là việc trang bị kiến thức để tránh rơi vào các bẫy sai lầm và lừa đảo tài chính. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN để những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.